Harry Won đáp trả vì bị lên án chuyện mang 300 USD đi Mỹ lưu diễn. Bạn gái chứng thành khá bức xúc khi bị chửi về sự cố trong chuyến lưu diễn Mỹ vừa qua. Vừa qua chứng thành tới Mỹ và bị từ chối nhập cảnh đã gây xôn xao các bầu xô hải ngoại và khán giả trong nước. Sau khi chứng thành về Việt Nam, Harry Won vẫn tiếp tục các show diễn tại Mỹ theo hợp đồng dù không có bạn trai. Vài ngày trước, trong đoạn clip chia sẻ trên mạng, Harry Won chia sẻ về chuyện cô chỉ mang 300 USD trong người khi chứng thành bị từ chối nhập cảnh. Hành lý của cô cũng bị trả về Việt Nam cùng với chứng thành nên cô phải vay tiền bạn để mua đồ mặc. Chia sẻ này, Harry Won đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng chê bai Harry Won đi Mỹ mà chỉ mang 300 USD trong người. Trước sự tranh cãi của dư luận, Cao Thái Sơn lên tiếng bên vực Harry Won và chia sẻ anh đi Mỹ cũng chỉ mang 200 USD tiền mặt. Mới đây, Harry Won vừa chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng nếu đi chơi mà mang 300 USD trong người thì không nói. Chuyến đi Mỹ lần này Harry đi làm, có ban tổ chức lo cho ăn uống đi lại, làm việc xong nhận tiền tại đó nên không nhất thiết phải mang nhiều tiền. Harry khá bức xúc, các bạn không biết câu chuyện như thế nào, cứ chửi được thì chửi. Sau khi chửi xong sự thật không như vậy, mấy bạn đã chửi Harry, có xin lỗi không? Thực sự Harry rất buồn, gia đình Harry cũng đọc comment, đừng làm đau lòng những người yêu quý Harry các bạn nhé. Bên cạnh đó, Harry còn cảm ơn Cao Thái Sơn vì đã lên tiếng bên vực mình.